Ok rồi, mình đã chơi tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo. Trước như là nhận nhầm cái nhiệm vụ này thì phải. Nhìn mẹ đi. Phía trước là vực thẳm. Nhiệm vụ đó như này. Đánh bại Bailey hoặc bọ cánh cứng, lấy đôi cánh. Đánh bại máu nóng. Nhiệm vụ ở đâu nhỉ? Sao không hiện đây nhỉ? Núi xương bạc đầm cóc. Có lẽ để tính sau đi. Giờ mình đi tìm Juan cái đã. Tại sao quái nó lại hiện chậm như vậy? Tại mình tinh chỉnh nó chưa được chuẩn đúng không? Bản thân vẫn vô cảnh. Người khác hiệu ứng quái. Hiển thị tốt đấy thế. Hiệu ứng quái hay là cho tăng lên? Cứ tăng lên đi. Chứ đến gần mới thấy quái là mình biến ra nhìn nhức hết cả mắt. Nên mình đang ở đầm cóc đây, nhưng mà cũng chưa hiểu nhiệm vụ làm là cái gì. Đánh bại máu nóng và vảy đỏ. Đánh bại Bailey hoặc bọ cánh cứng xấu xa. Đệt mợ, con kia bắn điện à? Đừng bắn tao, đừng bắn tao. Oh shit, dính mẹ rồi. Đánh nhau chứ còn gì nữa. Vào đây. Ui, mẹ bọn nó căng quá nhỉ. Cút ra kìa. Ngã mẹ mày đi. Đánh con này trước, đánh bọn này trước, đánh bọn này trước. Ui dồi. Tóm lắm thật. Mẹ đành xuất chiêu thôi. Đừng động vào nó, đừng động vào nó. Đâu Juan đâu? Kìa kìa, hình như là trong cái đám người đang đứng ở kia kìa. Dezin đây rồi. Nó gọi mình là vệ sĩ của nó à? Vẫn chưa thấy Juan đâu cả. Có ba cái bình gì ở kia kìa. Thùng thuốc nổ à? Nghe có vẻ căng thẳng quá nhỉ. À được rồi. Juan bị làm sao này? Ơ, cái thằng kia nó đi đâu ấy? Có vẻ nó vừa đánh cô không? Chuyện đó riêng tư. Cái chuyện riêng tư à, mẹ chúng mày. Làm gì riêng tư ở đây rồi thở hổn hển giữa gốc cây thế này. Cái tiết, cái tiết. À, hết thể lực. À, đây con này này. Đánh bại Zualik Lục Lam và lấy thuốc giải. Đâu nhỉ? Đánh bại Boss. Có hai lựa chọn à? Ê, đánh bốt đi. Kệ mẹ chúng nó. À khoan khoan, đường đánh bốt phải đi đường này đi chứ. Rồi, bật cái này lên. Bay cho nó nhanh. Hạ con bốt ra. À, hạ con quỷ xiềng xích ra. Đánh lạc hướng. Đằng nào cũng thế mà. Đánh bốt thì được tiện hơn. Vừa làm nhiệm vụ phụ trong cái map này luôn được. Tội gì không làm đúng không? Con kia vẫn đuổi kìa. Chết mẹ, nó chạy nhanh ấy. Nhanh như sao chơi mày. Ui ôi, lại có thế này nữa. Súng à? Đừng đừng đừng. Đẹt mỡ mày. Cứ đi bộ đi. Kệ chúng nó. Ok, thoát rồi. Mấy cái thằng này vừa nãy mình nhìn ở trong làng đúng không? Giờ nó ra đây rồi. Anh quyết định đi bộ đánh bốt. Đánh bốt cho nó vui. Tính mình thích thử thách những thứ khó nhằn. Bật cái hiệu ứng gì mà nó nặng thế nhỉ? Cơ bản là đang chơi game thì nó dễ bị tụt FPS lắm. Mà cái game này có vẻ như là nó cần ở đây, vào đây thì phải. Chắc phải đi qua hạ ba cái con này. Đánh nhau thì cho vui nhỉ. Mày tưởng mày từng lấy máu mà tao sợ mày hả?
Mày chết đi. Cút tao kìa. Tiện sở vũ khí cái. Nhanh nhanh không gọi nó hiện ra bây giờ. Không sửa được à? Lửa này không phải để sở vũ khí. Tao là nhàm chán. Quá nhảm nhí. Ê có thắt lưng này. Mình tiết kiệm tiền mình không bao giờ mua thắt lưng đâu, giờ mới được dùng này. Trang bị ngay. À cứu chết 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 chết. Chưa cắn máu à? Vũ khí còn mới lắm, không cần sửa đâu. Ngồi 20 giây sẽ hồi máu đầy đủ. Rồi, tương đối đủ đấy. Đâu nó có bớt gì nhỉ? Hay là vừa bị đánh xong rồi? Hay là vừa mới đánh xong giờ nó đợi nó hiện lại chứ đúng không? Thế thì ngồi đợi tí vậy. Bên kia có boss. Chốc nữa mình sẽ đánh sau. Chỗ này có vẻ là đông những cái bọn level cao nó ở đây rồi. Thế nên là tương đối khó nhằn trong những cái quả đi giành boss như này đây. Chỗ này là chứng tỏ nó vừa mới ở đây xong. Và nó vừa mới giết người ở đây xong. Đám quái ở đây nó hiện rồi, chứng tỏ là con boss nó vừa bị hạ rồi. Mẹ đấy, vừa mới hiện boss phát giết ngu luôn được. Không biết đợi bao lâu mới có boss đây ta. Hình như kia đúng không? Sắp hiện rồi, sắp hiện rồi. Mấy con kia là mấy con tùy tùng lâu la thôi. Ê, sao lại có người chết ở kia? Đừng bảo là địt con mẹ chết tôi rồi. BT ngay, BT ngay. BT được cái con này không? À thôi nó đi rồi. Cũng tốt. Đi đi. Úi dồi mẹ, đúng rồi, khó thế nhở. Bao giờ mới có boss thì trời. Có phải có bọn này không? Kiếm sĩ được huấn luyện đéo phải. Úi địt cò mẹ vãi lồn. Vãi cướp. Ở địt con mẹ. Ok. Sao đâu ra được. Địt con mẹ khắm nhờ. Tao vãi lên. Đừng đừng đừng. Ấn nhầm nút rồi ơi. Rồi chót lỡ tele về thì làm theo cách cũ rồi chứ làm sao giờ. Mấy con ta? Ba con một lúc đi. Đuổi tao tao mày. Ơ đi mẹ mày. Đúng rồi, đuổi đấy. Già kia đứng một lũ với nhau. Ok, con kia nó té thôi. Phát hờn. Tự nhiên nhặt có bốn cái chai cái lọ này tôi mà đợi lâu thế không biết. Biết thế làm cái nhiệm vụ này ngay từ đầu như thế này cho nó rồi. Ra kia mày. Đủ luôn. Oh shit. Tê lê đi đâu đi trời. Đéo mẹ xa thế. Lại về gần như là chỗ cũ. Đúng rồi, có đoạn cuối tập trước thôi. Mình chơi luôn. Ôi, về đúng cái xưởng nhuộm này. Ê, có một cái bể nhuộm màu hồng này các ông ơi. Nhảy vào đây liệu người mình có thành màu hồng không ta? Tủm. Ui, đứng ngập đầu luôn. À, thò được cái đầu lên. Ôi, dưới này không, nó không màu hồng các ông ạ, nó chỉ hồng bên trên thôi. Lừa đảo, giả dối. Cái chun mày đứng được lên không? Ui, thuốc nhuộm đóng bánh, đóng cục lại này, đứng được lên này. Đây. Bằng cướp vui nhộn đây rồi. Và có cái đáo thì vui nhộn nó nữa. Du quân bất tỉnh đang nằm đây này. Lấy thuốc à? Cho Du quân uống. Nhìn phải xem mẹ đéo mẹ cầm bình thuốc như kiểu chuẩn bị đánh nhau thôi nhỉ.
đáp vào mặt. À, đấm ấn vào bụng. Đứng ngủ dù cao thế. Điểm kinh nghiệm âm 21.000. Đâu ta? Giờ vào đến cái nhà chính này à? À không phải, nó ở ngoài này. À, đây là Yu Chun. Mình sẽ từ đoạn này mình sẽ theo ông Gian Uông này. À không phải, đã phải theo ông Gian Uông này. Mình lại đẹp mợ lại tê lê về làng Phong Niên. Đù má. Map này. Cái chỗ. Bà mẹ. Cái chỗ này bên ngoài quái nữa, cực kỳ mạnh. Đi bộ thì lười. Chỉ có tê lê thôi, nhà mình cứ tê lê hết chỗ này đến chỗ khác. Quá là mệt mỏi luôn. Sao ông mấy cái ông này ông cứ thích đi đi lại lại thế nhở? Mệt lắm cơ. Đi mẹ lại tê lê đi đâu trong giam lại vậy cho cũ trong giam đi có mẹ. Ôi thật là vãi lồn. Ôi đi con mẹ. Tôi đang đéo hiểu chuyện nó xảy ra ở đây nữa. Ông ấy vừa đứng ở đây. Ông nói mình một câu ông bay mẹ về đây, mình đến. Mình gặp ông ấy, mình nói một câu. Nói xong ông lại biến mẹ về đây. À đâu, ông đi biến mẹ đi đâu ấy, còn mình lại về đây mình đã biết gặp ai ở đây nữa. Đi con. Đéo muốn chửi bậy đâu nhưng mà cái đoạn này nó khó chịu thật ấy. Tốn thời gian. À cũng có tí đặc biệt thật. Về đây thì cái làng trông nó phải tối tăm hơn một tí. Ô địt mẹ nha, ông về đâu bỏ băng bị mắt ra. Vãi cả cứt. Ô sao lại giam con bé này lại đây nhỉ? Chắc là mình không đọc cốt truyện đoạn này không để ý lắm. Tổ chức cô ta sẽ bị xử lý và hành quyết. Đâu? Đứa nào dám hành quyết? Ta đến để đón con gái của ta. Để xem nào. Ui rồi. Mẹ ông ấy đánh như thế mà con không chết à? Đúng là con gái không nhỉ? Ờ đúng rồi, nó chạy đi đâu rồi? Nếu không phải là Junhwa bé nhỏ của ta nữa. À con bé nó không nhớ bố nó. Không, cô ấy không, cô ấy chỉ là một đứa trẻ từ làng Phong Niên. À không phải à? Giờ chúng ta đã có người. À dụ Jun Sang đến thôi. Người đã bị bắt. Ok, mình sẽ dụ ông này bắt thằng Jun Sang này lại. Giờ Jun Sang này sẽ chắc là khó đánh lắm đây. Tất nhiên là khó đánh hơn thằng Jun Sang giả ở tập trước thôi chứ còn làm ăn mẹ gì đúng không? Sợ đéo đi. Nào. Hiện màu lên. Như lợi dụng tình yêu của ta với ánh nắng, với chú chim sơn ca để chống lại ta sao? Đấy thằng Jun Sang rất có tinh hồ gọi là tinh thần thơ ca ở đây. Chết rồi, con quỷ kiến xích của mình sắp toi nơi rồi. Nhập vào thôi chơi đỡ phí. Đánh nhau. Ui đéo được. Phí quá đi. Mất luôn một lần biến quỷ xương xích rồi. Ui rồi chắc phải đợi ông ấy đánh xong từng đấy đám rồi mình mới vào mất thôi. Để góc nhìn thứ nhất đi. Ui chà. Ta là cơn gió, ta là cơn giận. Dụ, ông định làm gì, ông định làm gì? Kinh hồn, còn ông Gian Giang nữa. Có đánh ông Gian Hoang này luôn không? À, đánh hai cái thằng thị vệ. Ngất luôn. Bay này. Mãi chưa thấy đánh nhau với tôi gì cả. Đây rồi. Tỏi sớm rồi, giáo cần phải thức tỉnh nữa. Đéo kịp làm phát nữa. Thức tỉnh. Thức tỉnh cho nó sướng. Tổ đéo thì không thức tỉnh. Ô cái gì đấy? À ngất rồi. Vẹo ngay. Ông một thời gian là người tốt mà. Vậy ta sẽ chết dưới tay của mấy tên bại trận này. Du Won đến.
Mới tỉnh thì ngang trái quá nhỉ. Cô này là một kiếm sư. À, cô đến cứu Duân. Chúng mày đánh bạn trai tao này. À, mình cũng chả biết có phải bạn trai hay không đâu. Để xem giờ có Việt hóa, có dịch lại rồi thì mình cũng xem câu chuyện này như thế nào nhá. Beng. Tà beng. Duân, sao ngươi lại ở đây? Rồi có thể thoát khỏi ta dễ dàng vậy sao? Đừng chết trước khi ta trả được mối thù. À, hai người có thù gì đó với nhau à? Nắm lấy tay ta. Úi rồi, đéo mẹ mối thù ghê vậy. Mối thù về tình cảm à? Nắm lấy tay. Đi. Thôi xong. Hứa. Ôi, mình không ngờ cái cảnh này nó lại đến sớm như vậy. Ôi, đỡ đòn cho luôn. Ui, quả là xúc động quá nhỉ. Mình không ngờ cái cảnh nó đến sớm như thế. Quá là oan nghiệt. Ai, kết thúc một câu chuyện buồn. Rồi trở về đây. Gian Wong là lính hợp thức, nhưng anh ta phải là người sáng giá nhất quanh đây. Kế hoạch bắt giữ Jun Sang đã bị thua sót ngay từ đầu, và binh lính của anh ta đã phải trả giá. Và nếu ngươi không ở đây, chúng ta đã phải sự lễ tàng của anh ta rồi. Ừ, tất nhiên mẹ tôi không cứu thằng già đấy. Thằng chết lâu rồi. Thật là nhảm nhí quá đi. Jun Sang đã chết một cách tức tưởi. Một nhân vật có ngoại hình khá là bắt mắt. Ô, mẹ, không phải ở đây à? Thế ở đâu ta? À đây. Tôi đã tưởng chui vào trong cái nhà. À, chưa chết. Thì bị thương thôi. Vếu to thế. Có cái ký hiệu đéo gì chưa? Tổ Hóa Long à? Ờ, may quá. Tổ Hóa Long không liên quan gì đến đoạn này cả. Tập luyện cẩn thận chúng mày. À, cô Da Gen đang ở đây. Tóc hồng này chắc là bộ con của thằng trai kia thật đấy. Ngây thơ vãi. Giọng điệu cũng hay nữa. Ê, có bộ trang phục mới kìa. À, nhiệm vụ mới này. Nhìn qua loa quá. Xong nhiệm vụ này thì sẽ có bộ trang phục đấy. Lâu đấy nhỉ. Anh nhận nó luôn đấy. Mặc bộ chỉ huy hộ tống vào nào. Ui. Ô, chết không. Mặc cái bộ hoành tráng thế. Bộ này đúng là bộ của giai lệ đúng không? Thế phải bỏ cái mũ khỉ gió này ra vậy. Rồi, đã trở về với mái tóc thướt tha bồng bềnh. Ơ, đẹp mỡ. Địa điểm ở đâu đây? Ngập Jun Chang ở giai lệ. Ôi đình cùng mệnh. Đường đi ra lại như nào mày? Oh shit, oh shit. Đi ra lại kiểu gì nhỉ? Đi thẳng về hướng này à? Như nào ta? À đây, ra lại bên này này. Rồi, đến kia là rẽ trái hả?
Mẹ có cách nào đi nhanh hơn không trời ơi? Chạy bộ cả một đoạn đường dài à. Vui, quá vui, game này mà có ngựa thì hay, hay là thú cưỡi gì đấy thì tốt nhỉ. Tao chạy kiểu gì mà mặt tươi tỉnh, cười như kiểu Bác Hồ sống dậy vậy trời. Wow, không cái cối xay gió rõ to nhưng mà cánh quạt thì rõ nhỏ. Cầu vồng kìa. Con rồng bay. Rồng cá chép. À đâu, cánh quạt nó to này cơ mà. Kia là cái cánh quạt để lái gió thôi. Đéo phải à? Giai lệ đi đường đó là nhỉ? À đâu? Đúng vào đây là giai lệ rồi, từ dưới ạ. Đi ngược bà đội gì đó. Mình lại tưởng chu vừa chui từ trong đấy ra. Xin lỗi mọi người nhé, tự nhiên bị ngáo quá. Đến giai lệ rồi anh em ơi. Đến giai lệ rồi anh em ơi. Đây là đích đến của chúng ta đây rồi. Đến giai lệ chúng ta có thể làm được bất cứ thứ gì. Ui, bao nhiêu người đoán thế này. Chắc có vụ gì này. Thương nhân bị... Ui, lính giai lệ này à. Vệ binh giai lệ, vệ binh máy. Kinh quá, kinh quá. Cái gì? Mày nói cái gì đấy? Cứ nhìn chăm chăm vậy. Mày ngon thì tao nhìn chứ sao? Ồ, mày ngon. Tốt, tốt, mày ngon. Mày ngon thì tốt cho mày thôi. À, mình đến là làm gì? Gặp Yu-chan ở giai lệ. Điểm nhiệm vụ đâu? À, ở giữa cái cầu kìa. Giai lệ rộng quá. Chắc phải đi mở hết mấy cái tele để còn nhanh nhanh mà. Mẹ lại một con nữa giống thế. Quý tộc giai lệ. Rồi, mở cái nữa rồi. Cái gì đây? Sao thằng nào? Chả là ai cả, không có tên luôn. Nhưng mà trông đẹp trai đấy. À, có trẻ con này. Ê, con bé xinh chưa? Ồ, đang khóc. Chắc là bị bố mẹ phạt. Đúng rồi, đây là bố với mẹ này này. Phạt về tội hư. Để chúng ta sẽ đến gặp Nam Suzu luôn cũng được. Yu-chun ở đây sẵn rồi. Nam Suzu thì chắc đang chuẩn bị làm hoàng hậu ở đây. Nữ hoàng chứ. Có vua đâu mà hoàng hậu. Bà nữ hoàng luôn. Chỗ này đẹp vãi. Đẹp vãi cướp. Đấy, Yu-chun này rồi. À, lại còn sang bên này nữa. Lằng nhằng thế bố. À chà chà, à đoạn này như gặp một thằng bắn súng như vậy. Một trong ba đại sư phụ. Đúng không nhỉ? Đúng mẹ rồi. Trời ơi. Căng thẳng chưa? Mày đâu? Trời. Đạn rơi. Thì xem tên rồi. Thời xưa mà súng ngắm ghê vậy ta. Chúng ta sẽ gặp lại. Để rơi lại viên đạn. Có hình một cái hoa văn màu trắng gì đấy. Chỗ này có một cái lốc bay lên này. Để đi lên xem viên đạn mới được. Chỉ là đi làm nhiệm vụ mà có nhất thiết phải thấy. Ôi mẹ sao, sao giờ viên đạn nó to thế trời ơi. Nhận được một vỏ đạn. Kiểm tra vỏ đạn. Nó sẽ vẫn còn ấm khi sờ vào và được trang trí với những dấu hiệu lạ kỳ. À hả. Cười tươi vậy bá. Chỗ này sao nó không thể làm bé một tí đâu. Biết đây là kinh thành xịn của các ông rồi. Nhưng mà có cần phải như thế này không? Đây, đi vào đây. Ông này ai đây? Hanmuki, thương gia vũ khí. À, đây là đang làm nhiệm vụ đi quanh một vòng để xem các loại thương gia ấy. Sau này chúng ta sẽ có thể học nghề luôn. Chào mừng, ok.
đến Đan Bara ở chợ đen, à ở chợ đen Hao, chợ đen Hao cũng gần đây rồi. Vậy thì nhiệm vụ cũng khá là lằng nhằng, vòng vèo rắc rối quá. Thằng cha này lại nhờ mình làm kéo rồi. Chỗ này như là có trời tối tối này dễ có đánh nhau ấy. Cần làm gì nhỉ? Giải cứu tù nhân thương gia bóng mờ. Đâu nhỉ? Đây rồi. Tưởng chị sợ chúng mày ha. Ủa ôi, sợ đông lính thế này. Kia rồi. Gọi quỷ cho nó vui. Mày sao? Mày sao? Mày sao? À đỡ đòn kìa, đỡ đòn này. Ngon nhào vô. Chết chắc luôn, không thèm nhìn luôn. Ui đùng 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 đùng, động vào mấy thằng bắn súng này, địch có mẹ mày. Ui mẹ sao khiếp. Súng đéo gớm vậy mày. Mẹ cha mày. Mẹ cha mày. Mẹ cha mày. Mẹ cha mày. Đoạn nó không âm nhạc gì à, sợ chơi nó nhảm nhí này, hay là chết mẹ. Hình như là mình tắt mẹ nhạc đây rồi. Ở đâu, vẫn bật, ở đúng thật. Xin lỗi anh em. Hôm qua quay cái video nghịch nghịch thì tắt nhạc đi. Bây giờ mới có. Vướng tướng, đệt có mẹ mày. Cút được kìa. Bên cạnh có cái làng kìa. Có làng nhỏ nhỏ mình cũng không nhớ đường vào đâu. Nó đây khu ổ chuột đúng không? Đường chõng khá là gian nan. Đẹp mợ lại phát hiện rồi. Bắn trúng rồi đấy. Chắc nó không đuổi đâu. Chỗ này bọn nó không lì đến mức đấy đâu nhỉ. Đẹp con mẹ. Đấy thằng kia nó về mẹ rồi. Con bố này vẫn ở lại với nhau. Quỷ đâu? Quá lì. Ok xong rồi, trở về vị trí cũ đây. Mình vừa mới xuất phát ở đây đúng không? Đi đúng một vòng quanh cái khu này luôn, khu chợ đen, đoạn lạc. Ở đúng góc khuất của thành phố luôn. Làm gì đây? Giờ lại cầm súng à? Cầm súng đi bắn nhau không ạ? Kinh rồi. Bắn nhau đây. Chết mẹ chúng mày đi. Lùi hết lại. Đúng nhiên đấy. Thằng kia. Thằng kia. Mày thích lì à? Rồi đâu còn thằng nào đây nữa. À phải vào trong này nữa. Đâu có cái gì ở đây nhỉ. Đánh bại Tót to lớn và băng đảng của hắn. À hình như là vẫn còn cái bọn ở đây đúng không. Ừ đây này. Côn đồ của bọn côn đồ vẫn đứng đây. Thức tỉnh đánh cho nó nhanh đi. Chết mẹ, giờ bố nó mới ra, tôi chết tôi rồi, phí rồi. Quá phí luôn. Cút ra kìa. Tránh xa bồn cung ạ, không được đứng gần.
tàng. Xong, mẹ cho bọn đầu gấu chợ đen rồi. Dẹp tan băng đảng đầu gấu chợ đen ngay. Bụi đời chợ đen rồi, mẹ lại đi xa thế. Quá là mất thời gian luôn. Phải tê lê ra đây rồi đi bộ ra đây cơ. Biết thế.